Thánh Thư, một đối tượng bệnh hại được nông dân đặc biệt quan tâm trên cà phê vào mùa mưa. Vì thời điểm này, các cơn mưa rào hay các cơn mưa đêm kết hợp với độ ẩm không khí cao sẽ là điều kiện lý tưởng để nấm bệnh phát triển. Khô cành, lá rụng sớm, rụng trái non, thối trái là những biểu hiện dễ dàng nhận thấy được nếu Thánh Thư tấn công. Để vườn cà phê xanh mướt, sạch bệnh như thế này, nông dân Nguyễn Thanh Tùng đã chạy công chăm sóc kết hợp với sự đồng hành hỗ trợ của lực lượng tiếp sức cùng nông dân của công ty VFC tư vấn, giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các sản phẩm thuốc mang lại hiệu quả tốt nhất. Tôi đã dùng sản phẩm Amigatop của công ty Syngenta cho thấy hiệu quả rất chi là tốt. Và luân phiên sau đó là tôi sử dụng bộ combo bộ sản phẩm 600 VWG đặc trị các bệnh thán thư, đặc biệt là thán thư, cho thấy hiệu quả rất là cao. Trong đó là tôi cắt tỉa cành, bạt chồi, làm cho cây thông thoáng để tránh sâu bệnh phát triển. Vừa rồi anh Tùng có chia sẻ là cái giải pháp mà Amitatop và giải pháp thứ hai đó là combo 610 VWG. Thì đây là hai sản phẩm giúp bà con mình quản lý các loại dịch hại này trên cây cà phê, đặc biệt là bệnh thán thư và gây mất năng suất bà con mình rất là nhiều. Và hai sản phẩm này có gì đặc biệt mà bà con mình khi mà xử lý nó sẽ đạt hiệu quả cao? Thì đối với cái đầu tiên đó là cái sản phẩm Amitatop 325 SC, thì đây là một loại thuốc trừ nấm phổ rộng và bà con mình nó rất là quen thuộc với bà con mình rồi, không những trên cây cà phê mà còn trên những nhiều loại cây trồng khác nữa. Dạ, thì với cái công nghệ trên Amita thì đã được chứng minh về cái hiệu quả về việc mà quản lý nấm bệnh ở trên cây trồng. Thì trên sản phẩm Amitatop 325 SC này thì nó có cái hoạt chất tiên tiến giúp bà con mình quản lý nấm bệnh rất là tốt. Và có một cái đặc điểm nữa là khi mà bà con mình phun sản phẩm Amitatop này để quản lý cái nấm bệnh trên vườn á, thì nó giúp cho bà con mình là ức chế quá trình hình thành ethylene ở trên cây trồng. Thì cái ethylene này là cái thành phần nó làm cho cái lá cây cà phê và cây cà phê mình bị già hóa đi à, già hóa đi. Thì mà khi mà chúng ta xử lý sản phẩm Amitatop 325 SC này trên vườn á, nó sẽ ức chế ethylene này lại, nó giúp cho cái bộ lá mình nó xanh hơn, cây mình nó phát triển tốt hơn. Thì nó tạo tiền đề để mà khi mà cái lá xanh nó sẽ tổng hợp tinh bột nuôi trái, giúp trái mình lớn nhanh và hiệu quả hơn trong giai đoạn này. Thì ngoài ra thì sản phẩm Amitatop này á, khi mà chúng ta xử lý lên trên vườn á, ngoài việc mà quản lý bệnh tốt rồi, thì chúng ta khi mà xử lý lên vườn này tầm 3-5 ngày á, thì chúng ta thấy trái chúng ta cực kỳ là sáng trái, giúp cho cái tế bào của cái quả mình á, nó trẻ hơn và nó sẽ giúp cho trái mình nó lớn nhanh hơn, sáng trái lớn. Và hiệu quả này bà con có thể thực tế mà sau khi sử dụng tầm 3-5 ngày bà con mình có thể quan sát được bằng mắt thường. Dạ, thì đây là hiệu quả rất chi là tốt từ sản phẩm Amitatop. Và một cái điều thứ hai nữa chia sẻ với bà con mình đó là cái giải pháp về cái combo 610 VWG. Thì trên cây trồng thì để mà giảm đi cái hiệu ứng mà nấm bệnh nó bị kháng thuốc ạ, thì khi kháng thuốc thì bà con mình tăng liều và tăng chi phí, thì bà con mình có thể luân phiên với sản phẩm là combo 610 VWG này. Thì đây cũng là thuốc trừ nấm phổ rộng và đặc biệt là bệnh thán thư, đặc biệt là bệnh thán thư gây hại cho cây trồng, gây hiện tượng rụng quả và khô cành ạ, thì nó giúp bà con mình quản lý rất tốt. Và thứ hai nữa thì cái dạng thuốc mà combo 610 VWG này đó là nó dạng cốm, nên là bà con mình khi mà pha thuốc á, thì phun lên cây trồng nó rất là mát, không lên cây trồng. Và kèm theo với cái hiệu ứng đó là khi bà con mình khi mà pha thuốc rất chỉ là dễ pha và rất chỉ là dễ phối trộn với các loại thuốc khác. Đối với các trường hợp mà trên vườn mình mà vừa có nấm bệnh tấn công, thì bà con mình có thể kết hợp vừa pha thuốc sâu và vừa pha thuốc bệnh luôn để giảm bớt công lao động cho bà con mình trong giai đoạn này.